Mất điện lâu thế nhỉ? Mày sáng nay đang hết bài mới đi ngủ ấy. Chứ gọi. Chết. Rau thế này, cô đi mua hay là chồng? Gì? Rau. Rau máy. Ừ. Mua. Vâng. Ừ. Thế tưởng tự chồng. Con bị sao ấy? Ui. Giờ mà thả bon ra nó cướp hết sữa của cậu. Sơn đi phượt thay. Sơn đi phượt thay. Đi bộ ấy, xuyên Việt ấy. Đi bộ mất mấy ngày mà.